Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Thùy Tiên gây sốt khi khoe khả năng vũ đạo điêu luyện, liệu đây là màn thi tài năng tại Miss Grand? Cô nàng cho hay mình đang tích cực training để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International sắp tới. Sắp tới đây, Thùy Tiên sẽ là người đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International được tổ chức vào cuối năm nay tại Thái Lan. Hiện tại, khi thành phố đã nới lỏng giãn cách, người đẹp nhanh chóng bắt tay vào công cuộc training, gặp gỡ những chuyên gia. Mới đây, Thùy Tiên khiến các fan nhan sắc thích thú khi chia sẻ lên trang cá nhân đoạn clip ngắn cô đang thực hiện một bài nhảy khá quyến rũ. Chân dài cũng cho hay mới bắt đầu bước vào giai đoạn training tăng tốc. Chính chuyện này cũng làm nhiều khán giả tin rằng trong phần thi tài năng tại Miss Grand, cô nàng sẽ lựa chọn khiêu vũ. Thùy Tiên thực hiện những bước nhảy điêu luyện, động tác dứt khoát, cô cũng khoe được đường cong nóng bỏng, tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh. Tôi đã theo dõi mấy thí sinh của các quốc gia khác, mọi người cũng đã nói chuyện với nhau. Tôi thấy mỗi bạn đều mang một tính cách, vẻ đẹp riêng. Đối thủ mạnh nhất là chính bản thân tôi. Điều quan trọng là tôi phải làm sao để thể hiện cho mọi người thấy và công nhận, Thùy Tiên khẳng định. Trang phục dân tộc của Thùy Tiên trong cuộc thi năm nay. Nói về những điều không hay được lan truyền trên mạng xã hội, cô cho hay, nói thì cũng đã nói rồi, áp lực thì cũng đã áp lực rồi, quan trọng là mình ứng xử và điều chỉnh lại. Ngày hôm nay, tôi đã ngồi ở đây nói chuyện tự tin như vậy, có nghĩa là tất cả mọi thứ tôi đã vượt qua rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.